Podcast xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nhé. Chào bạn nha. À các bạn ơi, hôm nay anh em mình làm gan bữa bạn. Ăn chúa tể của loài cá ở biển. Ôi trời, ghê. Mình còn gan mình xuống mình bắt hai con mà nói gì trời. Bữa nay anh em mình có mua được hai con cá nhái bạn. Thì mình không biết là phải là cá nhám là cá mập con bạn. Đây, thì đây là hai con cá anh em mua được nha. Nó còn sống nãy mua cho nó còn sống hai con bạn mà vì đây nó ngập hết con. Còn con này nó còn ngáp ngáp nha. Cá nhám nó ngáp ngáp. Mới đây cái đập nè. Mới đây cô xin. Bây giờ anh em mình sẽ làm một cái món với hai con cá nhái bạn là trời ơi. Đó, ui, cầm nó không mà nghe cái mùi không là mình muốn mua nhám nó luôn nó chi mà nó chanh nó thèm nha. Kiếp trước tôi ăn nhiều lắm. Trời ơi, bữa nay anh em mình được bạn ăn cá mập tuổi ghê chứ. Cá không tanh lắm. Đây nè, thử chỗ này. Mở này nè, nó tanh lắm. Đâu à, hồi trước anh em mình có ăn một lần cá sấu mà. Lần này anh em mình ăn cá mập nè. Cho đủ bộ không? Cái dâu nữa. Cái dâu là cá linh thiền đó. Mình ăn cá mập để cho nó bớt xấu đi không? Tại đợt trước mình ăn cá sấu nó xấu quá đi, giờ mình ăn cá mập cho nó đỡ xấu. Rồi bây giờ cá mập cho ông ốp lại, tôi mập lại. Bây giờ anh em mình sẽ thịt hai con cá này để làm một cái món lẩu chua cay để mời tất cả bạn thưởng thức thử. Chứ mấy anh em mình từ trước giờ chưa có ăn cá mập lần này bạn. Lần đầu tiên em ăn thử coi cái mùi vị và hương vị của nó như thế nào nha. Rồi các bạn đợi anh em mình. Trí hả? Trời ơi, chỉ đâu kiếm nổi ơi. Con này còn lao với tùm bay không? Con nào còn lại có hai cái này chưa? Nó bơi về này phải không? Ủa, liên quan gì bay? Bơi là cái này nào ơi? Cái còn lao. Mày nghĩ cái con thuyền hay là con tàu hay là chiếc ghe nó không có binh lái thì làm sao được? Nè phải không? Rồi mỗi khi nó bơi nó bẹt cái này ra nè. Đó. Nó bẹt gì cái lỗ nó bự vậy đó. Nó bẹt gì vậy đó. Thôi các bạn chờ chút nha. Anh em mình sẽ thịt hai con cá nhám này để anh em mình làm lẩu chua cay. Mời tất cả bạn thưởng thức với anh em mình nha. À các bạn ơi, thì mấy anh em mình sau một thời gian mặn mò cuối cùng anh em mình đã mặn được hai con cá nhám xong các bạn. Quá dữ. Mà anh em mình nấu nước nó hơi sôi nên nó hơi bị xấu quắc chút, nhưng mà không sao, chủ yếu là ăn là ngon là được các bạn. Đây bây giờ mình sẽ làm nước lẩu nha. Vô tỏi liền. Chủ yếu có ăn được thịt cá nhám là được rồi. Không sao. Mình ăn sát hủ máu lạnh phải không? Ok rồi. Sát hủ máu lạnh. Ăn kiểu sát hủ dùng quyển. Sát hủ đá bên mũ. Mình sẽ cháy tỏi với ớt cho nó thơm rồi mình làm cái nước lẩu để chua cay để ăn với cá nhám nha bạn. Bộ sĩ nó đứng với mấy gặng này mỗi lần làm là phải bụm cái bộ chỉ huy lại chứ thôi mất thở gì chơi. Bộ đó bộ chỉ huy hả? Bộ chỉ huy. Ủa tôi nhớ trên đầu là bộ chỉ huy đảo mà. Đầu lao nó chỉ huy tất cả mình thử luôn nha. Ông ăn chè này không? Tao lại tao đang chè không làm. Đây tỏi vàng vô ớt kìa bạn. Vô ớt. Rồi giống gì nữa không? Vô đi vô. Nước không? Vô đâu? Vô cà chua không? Chưa, cháy nấm gươm đồ, cháy cà đồ. Vô nước mắm không? Vô nước mắm không? Vô hết tất cả mình thử luôn. Nấm gươm xong mới cà phải không? Đâu có cà không, nấm gươm xong mới cà không? Không, cà gươm. Cà mới gươm. Cà nấm. Cà nấm nữa. Đúng không? Cà nấm. Cà nấm. Ta kêu nấm cũng được mà nấm cũng được nữa. Ừ vậy á. Nấm này là cầm về mới hồi nấm nè ha. Còn cái này là nấm. Tao lao cái đó không quá có vô nấm. Tao không lên thằng nấm à. Nửa sao bông dính vậy? Đây, bây giờ đó. Ớt nó gà cái màu giống như là dầu điều vậy. Thật lụ ấy thèm. Bị giống hạt lụ. Lụ đã. Rồi. Tham chưa vô à? Hộp vô được. Vô rồi. Cá gan này phải có một cái khóm nữa bầm bầm nhuyễn nhuyễn ra nó mới ngon bạn, nhưng mà tối quá rồi mấy bạn bán khóm bị ốm nấu có mua được khóm nha. Có gì anh em mình sẽ chơi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho cà luôn nha bạn. Tôi sao không? Ông mua con cá nhám mà thấy cá nhám mà sợ quá rồi nhuyễn gì mình sẽ cháy cho cái cà với cái nấm gươm này cho nó thơm lên nha. Mình nêm chung chung vô cái này cho nó thấm như bạn. Đây hạt nêm nha. Được thì hạt cho nó ngọt muối ngon nè, dễ gì mà qua mặt được đầu bếp trời. Một ngọt nha. Còn nước mắm không ta? Đây kè, đây cho miếng nước mắm vô luôn nha bạn. Ok giữ bữa nay ăn sát thủ máu lạnh rồi ghê. Ông không giữ là mất bởi vậy mình nói với các bạn sát thủ máu lạnh mà mình còn ăn mà mình sợ gì đúng không? Trời, không có chừng bộ chú Quy không á, dở lên chứ. Không rồi đi thứ ông ăn không được. Ông ăn không nổi đâu. Không được. Sư tử hống. Ủa sẵn gì mày ống tiếp là quá. Cái gì mày ống.
Rồi bây giờ nấm với cà nó đã ngon lạnh cho bạn. Giờ mình sẽ cho nước vô nha. Xào hồi, xào tới, xào lui, bắt đầu đổ nước vô. Ok. Anh bên ơi. Quá dữ luôn. Đem đi dê. Ngon quá. Vô cùng dê, cho ăn thức dê. Hai bạn hiểu số phận với tao rồi. Thôi, nếm không? Rồi vô nước lẩu luôn. Ok. Đây là cái bịch nước lẩu Thái Lan and Campuchia and Ấn Độ bạn. Đây. Việt Nam. Vô nha. Đây bịch đó nha bạn. Hồi đó tôi ăn ba bột này dữ lắm. Dữ à. Biết mày ăn bột gì không? Đây thêm bịch nữa nha bạn. Tại đó làm trong một đêm này nè ông nội. Mở trong một đêm hả? Đúng rồi. Có trong một đêm rồi. Đó mà chăm sóc. Hồi đó mở trong một đêm phải không? Đây, bây giờ mình sẽ bỏ ba bịch trước đây nha bạn. Nếu như nó chưa có chua thì mình sẽ cho vô miếng me, còn nếu nó chua rồi thì mình sẽ bỏ vô miếng me nữa nha. Mày giấu ông máy à? Có thiệt không máy? Ông máy để chảo lắc như ông máy. Đây bây giờ mình có được cái nồi nó chưa tan hết các bạn, mà tan hết cái cục kia ra là cái đầu nước đỏ lên như đạn nè. Sao sẽ quơ nhẹ nhẹ thôi để mình coi cho nó sôi lên rồi mình nêm lại cá nha bạn. Rồi anh em mình sẽ nhắc xuống bỏ cá mập vô cái chậu dưới đây ta mày mà. Đây cái nồi nước lẩu anh em mình đã chế biến xong nha bạn. Đây ngon lành cành đào nha. Sơn quá. Bây giờ mình sẽ cho cá nhám vào nha. Từ đó giờ anh em mình làm rất là nhiều clip ẩm thực về cá nha bạn. Mà thật sự là trong đầu anh em mình chỉ nhớ mày mại là anh em mình chưa ăn cá nhám lần nào hết chứ. Mà mình cũng nhớ mày mại là mình có ăn rồi, mà mình cũng biết là mình có ăn chưa. Nói chung là chưa có chưa. Nó cái đầu mình nói chung bây giờ hư rồi bạn ơi, nó không nhớ nổi những chuyện là sao. Hai mũi. Cái này sợ ông giúp ta quá trời ông quên. Thôi bây giờ mình sẽ bỏ cá vô nha bạn. Mừng các bạn đi. Mừng các bạn nào? Mừng các bạn coi có coi rồi các bạn mình lưng. Các bạn từ đó giờ các bạn xem kênh của anh em tụi mình. Mà các bạn có thấy anh em mình làm cái món cá nhám này chưa? Các bạn nhớ bình luận cho mình biết bạn. Nếu mày theo mình đó là mình nhớ là chưa làm lần nào nha bạn. Mày mãi cũng không. Mà nhớ mày mãi lại thì cũng có làm trầu mình cũng nhớ, nói chung là nhiều clip quá mình cũng quên các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ bỏ cá vô nha. Bữa nay anh em mình không có bầu ngư nhưng anh em có di cá. Cho di cá luôn. Hai cái di cá luôn. Ok không? Không, chắc chắn là cá mập luôn. Bởi vì không có bầu ngư thì anh em sẽ ăn di cá. Thứ dữ ngồi dưới trời. Thôi bự ơi. Nè. Vô luôn. Có cái đầu không? Vô luôn đi. Thôi cái đầu bự quá mình để ăn sao đi, cái mình để vô nó thích cái đầu đây không? Rồi được rồi. Rồi đây luôn rồi đó ông nội ơi. Đây ơi, đây ơi. Đây lần này anh em mình sẽ ăn thử di cá mập thử coi nó như thế nào, mà nghe nói gì hỏi vậy anh bao ngư di cá anh em thử coi nó như thế nào nha bạn. Rồi bây giờ anh em mình sẽ mời tất cả các bạn chờ anh em mình trong giây lát cho nó cá chín, rồi anh em mình sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với anh em mình nha. Các bạn ơi, thì bây giờ cá mập này kia có nhám nghe nó không xin sò ăn cá mập ăn sát khủ máu lạnh. Hai thằng mập ăn cá mập rồi có một thằng ốm không ăn cá mập. Hai mập ăn cá mập cho hạnh cặp. Đúng rồi, một cặp. Thôi giờ mình vô rau ngộm và một gai. Một gai được chưa? Rồi ok tốn chuyện luôn. Bây giờ để anh em mình ăn thử coi nó như thế nào nha. Còn có giống như cá tầm hay là cá bớp hay là có cá bậy cá chim hay cá hồi cá đuối không? Cá bớp cá chim cá hồi cá đuối đâu gái lại tôi nghe rồi. Cá bớp cá chim cá hồi cá đuối tụi bay nói cá bớp cá chim cá hồi cá đuối ra cá tàu đuối đâu mày. Vậy gì? Thôi này mê đuối. Thôi giờ để anh em mình cây men với anh cũng quá trời đầy, tại vì mình bỏ cá nó hơi nhiều nha. Cá nó bị chết đuối rồi bạn ơi. Rồi. Ủa cá bự chưa? Đây. Mày coi gì cá nó hay gì nè. Con nó mềm với ta, chết bà nó chín dữ lắm mà mấy bạn ơi. Thấy gặp được không? Hả? Bà ơi. Thấy luôn vậy rồi. Ôi, gì cá. Đấy, gì cá mẹp. Nè. Đâu, vô đây. Vô dễ dùng dễ luôn. Dễ luôn không? Một chi con cá mẹt đó. Nào nó đi. Đó mà. Đây. Gấp cái gì ra trước đi. Đúng. Nè, gấp cái gì? Gấp gì đúng rồi. Gì cá mập ha? Đúng rồi. Ghê vậy. Ở thơm vậy. Cái gì mà ghê hả? Đây, cá mập nha bạn. Ồ. Ghê dữ nè. Gì cá mập. Giống ăn cát. Đây cầm cứ đây để hồi nó chín qua nó bể không? Đúng rồi nó cục. Ê mình lấy cái giấy không mình để nó mục luôn hả? Dục. Lục quá. Nghe không lùng á. Đúng rồi, lấy cái đũa đi. Đây cá này nó cá mập con vậy bạn nên nó ngon. Đó. Không phải nó là cá mập. Ơi, nó con nó không xịn sò. Trời ơi, nó
được 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 không được ăn được không được chắc không hai ông mỹ miều không mỹ miều lắm nè đây mỹ miều còn cô chế lụm sườn tạ gì vậy đây đây đây, đây. Còn đây nữa nha dưới thằng á ta ở đâu dưới tại nãy mới bỏ vô khứa sao đó đây chưa cô chắc hết rồi rồi hết rồi đây. Rồi chứ cô ê ê ê ê ê ê còn nó không hết hết nhỉ thấy hả cái mâm anh em mình còn đông nữa luôn rồi, cá rồi, luôn rồi. Rồi ngon. Rồi, rồi mời tất cả các bạn cùng ăn cá mập nấu lẩu chua cay với anh em mình nha. Trời, cá mập hồi đó tôi thấy lặn biển sâu giờ lặn trong nồi lẩu luôn. Cái này cá mập bạch nha các bạn. Mập đẹp gái mà giống ba bạch cạo vậy nó ra trắng phao không? Ừ, trời trời, gì cái mập ở đây làm cái gì đi? Ăn đi. Ủa, anh em mình cùng ăn nha. Mày có gì không? Có. Đâu? Bên dĩa mà làm gì có gì nè, làm cái gì cá thôi coi giống như tao nói bầu gì cá là thử miếng rồi nó giống như thế nào. Thằng miếng vô luôn ơi. Vô. Mày cái gì tao cái gì vậy? Ok ok. Thằng miếng đủ cho rồi. Dễ. Dễ đi. Quất. Ừ. Ủa cái đó cái gì? Ai thì ai biết mình chỉ biết là nói gì cá mập thôi. Cũng cái gì mà cái gì đi. Cái sụng á. Sụng á. Được không? Thôi hồi mình ăn xa nó cứng quá. Mình ăn thịt trước đây đúng không? Hồi mình cũng sử dụng tới đó. Thôi để chút xíu hồi đây mời các bạn ăn thử cá mập nấu lẩu chua cay có như thế nào nha bạn. Ăn coi chừng mập á. Trời. Cá mập á. Sao? Sao giống ta biến nha, giống ta đuối vậy. Dạ. Yeah. Thử thử thôi vậy. Có sụn không? Mà nấu tanh nha. À. Để cho ăn nó mềm mà nó cũng có vị ngọt chứ tao không ngọt ta. Điểm lắm. Không ăn thịt tôi ăn gì. Được á anh trai ơi chứ phải là nó dở đâu. Không, tôi thấy người ta đó. Ai cá mập tươi mà. Cá mập người ta bỏ nguyên con. Hay là tăng gì không mà. Ăn đi xong rồi mình đổ cho cá ăn. Đó trời ơi. Mình đổ cho cá. Hay cá, cá mập này là anh em mình mua ngoài vườn hải sản nó có chạy oxy bạn là cá sống luôn á. Mời tất cả bạn nha, ăn thử coi gì cá mập sao ta nói bổ hiếm gì lắm. Đúng rồi, ăn đó là bổ khí huyết. Đúng rồi. Nhai luôn sụp quá. Kêu nói cái thằng lớn thì thích ủa lớn ngủ tao nói là người ngủ cũ đức người ngủ tứ mày gúng gúng luôn mày ngủ nhỏ rồi đó tụi mình mạnh luôn quay vô ủa gì này mày mạnh luôn nha đâu mạnh tao dễ không xàm tao yếu tài lắm hả tao yếu tài lắm nó sẽ dễ rồi đó nè mình lộn qua đây nè cái mình bóp lại vậy nè nó sẽ gãy là đôi luôn không ừ đó tôi chuyện qua không chuyện qua rồi cái gì ăn hết trơn luôn á đó thấy không á vô cuối đây cuối đi nè tôi đánh nhau tôi quẩy chờ quên nữa ơi làm cái sụn nha bạn ừ. Sụn cá mập nha vậy cá mập không bỏ gì luôn á được ăn hết luôn trúng mà trúng mà mày có ăn nha cái gì nha ơi trời sụn 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 thế đây không thế đây cá mập ăn ngon hơn cá sấu mày cả dẫn lẹ dẫn lẹ không? Khổ quá trời bổ ơi khổ lắm ôi cũng phải dẫn dẫn không mình cắn ăn thì cá mập ăn ngon hơn cá sấu mà tại cá sấu anh em mình có ăn một lần nữa nhưng mà cá sấu anh em mình cái nấu thịt nó không được tươi mấy nó không được lạnh á cá này còn sống nó còn không tanh mà muốn chi chết thôi mà tại đặt đó là mình ăn cá mập cá sấu là nó cũng bệnh đúng không các bạn mập mình cá tươi các bạn có mần cá sấu mà có 50-60 kg gửi cho anh em mới ăn thử thèm vậy nè tôi mới quất cái gì đó cái ông yêu ông ấy mang đi ông ấy ơi đang ngồi ông ấy ơi cá mập nha thiệt giòn lắm nè mấy ngựa cái gì ăn coi chừng súng ăn giống ổng nha không ấy tao ăn mà còn không súng thì ổng ăn súng nãy giờ ăn cái này phải không nè vô tao mới ăn cái này nè nó giống như vô, là cái sụn mũi mà mày bơm silicon vậy tôi đâu có bơm miếng nào nè làm miếng đêm trai thiệt súng thiệt sống thiệt tao ăn tự đội á giống như mà coi trên TV mà người ta tháo mấy cái sụn mũi mà ta nâng mũi lên đi hệt vậy ghê lắm nữa thôi mời bạn ăn di cá nha hả cái này cũng được nha tôi thấy một mớ người cái ta làm nhãi này ngon nè ừ đó vậy là người không có găng nhãi được hả đúng rồi ông nhai được không ông đụng á được vô à ăn nhãi ngon á trụng với không ừ thấy không giống như là sườn non sườn heo ừ đúng không bỏ cái muối vô vô bún kìa thôi nói chung là cá mập này là anh em mình không có bữa bạn cá thịt tôi cũng ngon nha được lắm ăn nhiều quả nhiều thôi để không đâu nó gục tôi muốn ngon chứ không đánh đổi tệ nha cô Lý á bạn này có đáng là sao mà để thế hả ông má kêu ăn thử cái sụn ăn quá ăn cứ ăn không ăn vậy còn giữa nó gấp hai bên nha ăn gấp bên nào đâu gấp rồi cánh giữa gấp được hai bên đủ có Lý trời đây mời bạn đi miếng cá mập nữa nha sát thủ mở lạnh nha bạn sát thủ lạnh mà anh em mình còn đưa vô nồi được đây mà đúng không nhầm nhòi gì
anh em mà hơn hết ảnh hết. Vậy mốt mà mấy thằng sát thủ bán ủi là anh em mình thua luôn nha. Đúng rồi. Con này mất ảnh nè. Tôi là món đó nè. Đó là mày đã. Mày làm chỗ nào vô đây là tao hâm nóng mày hết. Mày quen luôn các bạn ơi. Không. Đó. Con lấy ngỡ ảnh ngon thiệt. Chưa không bỏ luôn á. Vậy mà cứ tưởng là thịt nó dở nha, không, thịt nó cũng chẳng ngọt mà. Cũng được, cũng được. Làm miếng rau muống anh. Cũng được 7-8 trên 10 á. Không, ở 6 trên 10 mà ơi. Ừ. Vậy là 6 trên 10. Thằng điểm tôi hơi nhẹ phải không? Ừ. Vậy là 7-8 trên 100 đi. Điểm mất. Cái nước lẩu nó ngon mấy ơi. Thật hả? Ừ. Có cà chua, hoa có khóm ngon nữa. Khóm vô nó. Ừ. Đã nấu rồi, cá mập nó ăn bả rồi. Dạ. Ừ. Bữa nãy mua cá mập là bả ăn cực hả rồi. Trong ra lớn rồi, còn mang mình anh em mình mang các bạn. Coi coi trong bụng bụng nó có nhẵn hay gì chì không, không có nè. Trong chanh nó còn nhỏ không ơi. Bụng nhỏ quá à. Đúng rồi, nó còn nhỏ. Đứng ra trong bụng nó mà có nhẵn với chì mà có lắc. Mà làm mình vô quạt liền á. Ở cái này ăn được không ta? Được chứ. Cho mẹ thử nguyên cục xương luôn. Xương nó sụn luôn á. Dạ. Mời bạn nha. Phải không? Sụn không phải không? Tại không vì bỏ gì luôn. Nãy mình ăn cái mang đó mà còn sụn nó chi cái xương. Nó giống như cái đầm như cái xương cũng sụn luôn đó. Ừ, đúng rồi. Đúng không? Không phải không bỏ luôn á. Đúng không? Không có gan ăn được. Ừ. Nhưng tao đối với tôi thì không. Thì không thích gan rồi. Dạ. Là... giống như cái bộ phim gì đó. Đây là cà gá nè. Đây là lắc tay xe tăng nè. Đúng rồi. Đây là... đem cộng dây chuyền vàng xe tăng. Đó là đủ rồi. Thiểu thiểu luôn. Nói vậy con gái nó mê dữ lắm. Biểu à. Ừ. Ủa gì nắp tay rồi, cái gì tăng nữa trời. Rồi cái tăng thiết giáp nữa chứ. Đây mình cũng xin phép thưởng thức bạn miếng thịt cá có xương sụn như bạn. Đây mời các bạn nha. Quá đã. Có lắc tay sẽ tăng nữa. Ồ. 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 Ngon ngon. Được. Ồ. Xương sụn mà. Ồ. Lớn. Lớn rồi. Lớn nữa. Mời các bạn luôn các bạn ơi. Nhưng mà sụn khi mình nhai nha, cũng là nhai hồi nó vẫn còn cái khác. Nó hơi cứng cứng. Ừ. Nhưng mà nhai hồi chút miếng mất tiêu chứ. Của tôi sao nhai mất tiêu chứ? Đi sao mất tiêu không? Sao? Tiêu dục dưới xạ. Không có tôi hết thiệt. Hết thiệt. Nó nhai chưa xong rồi, có tiêu dục dưới xạ nó mất tiêu à. Trời ơi, ăn cái này chắc bú luôn. Mời bạn nha. Bú cho một trời. Thì mới chơi. Ngon quái. Ừ. Còn cá này ta kêu cá nhám không? Đúng rồi. Rồi nhầm con cá ta kêu cá chèo bẻo nữa. Đúng rồi, có phải là nó không ta? Không biết. Thôi bạn ơi. Cá chèo bẻo là cái gì? Ai biết. Nhầm người ta thấy ăn cá này mà ta kêu cá chèo bẻo. Thường ngày á. Ừ. Thì tôi hỏi ông. Thì ông trả lời. Còn bây giờ ông quay là ông hỏi ông nội tôi không biết nữa. Đừng sao mày hỏi tao, tao biết tao trả lời cho mày nghe. Còn tao hỏi là mày không biết. Ủa vậy sao tôi kêu ông sư phụ? Nào không quay lại ông kêu tôi sư phụ đi nó không biết. Tao chưa thấy mà kêu tao sư phụ rồi mà hay nói ơi sao mà đậu hũ á cái mà ông không biết làm sao mà mấy tôi biết được. Bởi vậy đúng không? Thấy không? Ê. Phải mày lanh tao đó. Cầu cho anh ấy mày lanh tao đó. Bây giờ mình không biết mình hỏi các bạn. Ừ. Các bạn chỉ vô á. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Đây các bạn mình hỏi câu này thiệt tình nha, tại vì mình cũng biết là con cá mập với con cá nhám nó có khác nhau hay không, và con cá chiều bẹo nó có khác nhau hay không mình không biết nha. Nhưng mà mình câu thì nhầm người ta kêu là cá nhám là cá mập, rồi cá mập là cá chiều béo, rồi đợi nó đập lấm chứ mình không biết là nó có phải là một thứ không mình không biết nha, tại vì nói chung mình ít học các bạn. Chứ đó giờ thì chưa nghe cá chiều béo. Mày có ông chù béo rồi có. Mẹ giống chù béo nó mới chù béo. Tôi nghe chèo đâu không biết gì chèo. Thiệt mà không? Đây nè. Đó. Nó cũng trong lắm nha các bạn, nhưng mà cái nó hơi sượng sượng thôi. Ăn xong rồi các bạn lấy gò mày mày bò 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 bỏ mò gõ vô con cá chèo bẻo ra. Con cá chèo bẻo. Ừ. Con cá chèo chèo cái cao té cái vừa. Vô à. Cái mớ nó lụm lên gấp ra thêm. Ừ. Tự chứ sao ăn bả. Phải nãy giờ mình bỏ quên mình bún luôn á. Đúng không? Tao phải thưởng thức. Chưa có chỗ nó cứng ngốc cục. Thì bởi vậy mày chỉ cần bỏ dưới sàn lấy mắt thôi không? Nè tao nói là tao ăn. Cái ghét cũng cứ ngắt tao bỏ dưới sàn lấy mắt á. Đủ vậy hả? Nước lẩu ăn ngon lắm. Trời mấy ơi, mấy ơi. Trời ơi, mấy ơi. Mấy ơi, mấy ơi. Mấy ơi, mấy ơi. Mấy ơi, ngon mấy. Chắc uống ngon mấy. Đừng mày quen mày không nói gì đâu mấy. Nói gì mình cũng hiểu. Ở vậy gì cười giống mấy. Làm bảy trái bún với mình nha bạn. Ừ. Đây mời các bạn nha. Mời chắc ông ấy. Mời các bạn ấy ăn với mình trái bún không?
Các bạn các bạn luôn các bạn ơi. Không, thật sự là từ khi mà mình bước chân vào nghề chính thức này, mình mới ăn được con này con kia, có ăn là lạ chứ thật sự hồi đó không có đâu. Mình ăn chỉ với vài mối thân quen thôi. Đúng rồi, cá kho, con vợ. Nó nói rồi. Ý mà nó chưa có vợ nữa mà nó cần vợ. Ý nó vợ là vợ nấu cho ông ăn á. Hiểu không? Trời ơi là trời vô à. Dạ là chỉ biết nấu cho tao là mì gói với trứng chiên à. Đỉnh nó đỡ. Còn như tao nấu không mày? Đỉnh nó đỡ. Ta nói bà bé bé hỏng á. Cái này là bà thòm nó coi chừng nó âm nó bể đỡ. Ờ những món ăn bả tao chạy nó không nhai. Mày biết là thầm bếp phụ rồi. Tao nấu dữ lắm luôn. Tao mà tại đầu bếp luôn. Đúng rồi. Tao đầu gấu. Thôi mà im lắm bà. Cắp hết rồi. Đã một cái. Cái gì? Rồi cái mặt đi. Để mình làm cái miếng bún cái mình bỏ cái cá nó vô luôn. Ừ, mà phải ăn lứa lẩu vậy. Đã lắm. Lẩu bộ bá chắc từ cháy vậy. Phải húp lắm. Bún nó phải mình cháy nhiều. Mà nó còn kêu ông ngủ ông húp nữa mà. Thấy cái miệng hình như nhỏ nhỏ mà quá bút. Làm hứa đang tao lớp bạn hứa bên dĩa hứa chứ bộ ơi mày ăn một mình mày ăn thứ nhỏ thôi tao luôn ăn thứ bự. Ủa có đây thứ bự hả? Ăn thứ nhỏ có anh em mình cũng đi chứ nói gì đó hình như lộn dĩa không còn lộn ở đây tao còn cái bụng nữa nè hết rồi hết các bạn lẩu bún cá mập nha các bạn cá chà bẻo vô cá chà chà nhám cá chà nhám đây mời các bạn làm bên miếng cá mập nha. Nghe nó ăn ngủ lắm vô ba đây ngồi không mà không thử là anh em mình mua cá này là người ta dặn oxy với bạn chạy oxy á nó sống nhăn luôn rồi anh em mình chở về tới đây á một con qua đời còn một con thì ngáp ngáp nha bạn cũng qua đời luôn vô là lẩu đó. Nó ngáp xong rồi nó cũng tại vì cái thịt nó mới ngon vậy nè nếu chắc mình nghĩ là cá mà chết rồi ốp đá chết nó không bảo vậy đâu. Ừ như thế nào cũng vậy không ơi cái nào tươi là ngon thì hả để qua đêm mới thôi hôi tiêu chứ cho mày tươi mày không ngon chân à tôi đâu có tươi. Ừ. Cá này anh em mình ăn cũng liền đúng không? Đấy, các bạn thấy gấp liên miên không? Chơi lần nữa khứa khứa không bột. Đây mời các bạn nha, ngon lắm, tím luôn. Ừ. Không tanh, tím lắm. Cá sống còn không tanh. Vậy cá này ngon vậy để anh em mình đi vào hải sang cái mặt mình. Ra biển hả? Thôi, không lâu rồi đi, không đi mua hàng nha. Cút tay, cút cút luôn liền. Ra mãi mình răng bậy. Dàn cá đập về di cá mập mình bán tên cá mập mình rắn ồ cút liền cút liền ồ mình sợ nó hả sợ nó tại vì nó sẽ ủ lạnh mà còn đưa vô nậu được mà mày sợ nó gì trời cá này cá nhỏ á mấy con cá mà biển còn nhỏ hơn nữa nhỏ nậu tôi á nhỏ hơn chiếc tàu chút em nó nhỏ hơn con tàu đúng rồi nhỏ hơn chiếc tàu chút luôn nhỏ hơn chiếc tàu chút mấy con đó quạm một cái là nửa cái giò luôn á cái này nó quạm một cái là mắc luôn. Chỗ quạm cái là chỉ còn lại cái là mũi thôi phải không? Cái họng nó họng cái mặt với họng cái xấu con cá nào bự kìa. Cái xấu chứ. Cái họng nó nhỏ hơn mày. Mày la lớn lắm. Mời các bạn thêm miếng nữa nha bạn. Chị cởi bột. Nên mà không ngất luôn á. Cục cục á. Ngon à. Thiệt lắm á. Trời ơi. Thiệt mà cá ăn thịt nó cũng được được cái đuối. Mà cũng tự tựa cá tầm nữa. Rồi á. Hình như là cha cá tầm mẹ cá đuối. Hai con hợp tác với nhau thằng đó nè. Không thiệt mà. Thịt cá mập mà mình cá thịt tươi rồi nha. Mình cảm nhận ăn nó ngon hơn nhiều có nhiều nhầm loại cá nước ngọt rồi nữa. Thấy cái bột. Cái con cá gì vậy? Sao? Nó ngon hơn nhiều loại cá nước ngọt nữa. Thịt nó. Cá này nó ngon ai nói vậy? Giờ ai nói gì đâu trời. Nãy rồi nói không ngon. Cái gì? Nãy mà nó không ngon. Ngon. Hồi nãy lúc mà mần nó dở quá. Nhìn nhét rồi ai ngon. Sợ quá trời sợ luôn. Để vô cắn nó cũng có tay vô. Đúng rồi tới nữa. Ồ thua. Làm thành nó tới đây rồi hả ngưng. Ta nửa gúa rồi nửa gúa mày á. Ồ à phải không. Quất luôn. Tao mới tẹt cái cách xẹt cái tao đã biết nói nha. Ai còn bên đây nữa nè. Quất bên đây đi hồi bỏ cái vô nữa. Quất đây của mày mày quất đi đủ hả? Đông nhiều lắm á. Được rồi. Ừ thiệt. Nãy người ta hết trang được dĩa luôn đó. Tôi ăn mày. Rồi mời các bạn thêm miếng cá mập biển sâu nữa nha bạn. Rau gì ta? Rau càng cua. Nhẫn con anh em nhân rồi. Cá mập đằng rau gì? Cái gì? À rau xanh.
không? Ừ. Ờ, ừ. Tên miệng đâu? Hỏi đang ăn rau gì? Nói gì nói với rồi ăn rau. Tao nói rau, chứ không phải nói rau đúng không? Rau. Thôi. Xem cho. Ừ, mày không biết xe chan xuống hả? Xem cho. Em chưa. Cho anh cắm chú cắm heo. Cá mập cũng xong thôi. Thấy rau xanh mày. Rau xanh dương nữa. Rau xanh là rau này mà. Rau xanh cũng xanh nữa. Chị mày nhớ bậy nha. Cái rau xanh. Rau xanh. Dạ. Ừ. Im quá. Cái này là trong hòn đảo trời. Ăn cái mỏ hay ngon cái trời. Đủ quá. Ủa chạy húp mà láng là biết ghê chứ. Ta đã ra đâu ấy chừa lên miếng chằn chén hồi ăn nữa thì húp cái queo trời dữ. Húp càng chén đặng mấy ba các bạn xong cái là mình vô mình là lùi chén sáng liền. Càng chén đi sầu càng thêm sầu không? Tôi thấy cá mập đây còn tay tôi mua đâu. Tay mua lại diễm nội. Tay tôi mua quá, nó không biết nữa rồi vậy mà nói biết đâu xanh. Nói gì tao lao lao gì trời. Chùm có quả gì nữa. Nói hình nữa. Nhìn mắt mày thấy hài chứ quả quả đó. Em xung nhân á, con nhỏ cầu tím á. Tay tao mu hả? Chị ta mu hả? Tay ta mu. Tay ta mu hả? Tay tay mu. Tay nữa. Tay nữa. Tay nữa. Nam mới nói gì? Cháu của bà nội cao tím. Tay tù mu. Tay tù. Tay mu mà. Tay tù mu. Tàu lao. Ta tay mu. Tay tù mu. Quá trong thì clip ngày hôm nay anh em mình ăn cá mập nấu lẩu chua cay mà. Thì thật sự anh em mình không nhớ mà anh em mình ăn cơm trưa nha. Thì thật sự anh em mình không nhớ thiệt nha bạn. Các bạn bình luận cho anh em các bạn có coi anh em mình nếu có làm món cá mập rồi thì các bạn cứ để lại một dòng comment để cho anh em biết nha. Thật sự anh em mình rất là nhiều món nên anh em mình có hơi quên chúng nha bạn. Thôi bây giờ anh em mình chúc cho tất cả các bạn xem clip được vui vẻ và nhiều sức khỏe. Nếu tất cả các bạn có thích cái món ăn của ngày hôm nay hay là thích anh em tụi mình thì các bạn hãy nhấn like clip và chia sẻ giúp mình. Và điều quan trọng nhất là các bạn bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi những clip tiếp theo. Còn bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.